rửa tay thường xuyên tối thiểu 20 giây. Nhớ sử dụng thuốc rửa tay có lượng cồn ít nhất 70%. Tránh chạm tay chưa rửa vào mắt, mũi, miệng. Hãy luôn luôn nhớ giữ khoảng cách xã hội 6 feet. Hãy nhớ tránh tiếp xúc với người bệnh. Nhớ dùng khẩu trang che miệng và mũi ở mọi nơi công cộng, bởi vì khẩu trang giúp chúng ta không bị nhiễm hoặc truyền virus cho người khác. Chúng ta có thể lây lan virus cho người khác ngay cả khi không có triệu chứng. Nhớ lau chùi và tẩy trùng thường xuyên hàng ngày. Nhớ để ý xem mình có triệu chứng nào của COVID-19 và chăm sóc sức khỏe để luôn được lành mạnh.